Vâng, hello, em chào toàn thể anh chị em bà con cô bác nha. Em Nguyễn Thịnh Bến Tre gửi lời chào đến bà con. Thì lời nói đầu tiên em Thịnh kính chúc toàn thể anh chị em bà con mình an lành, nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Thì hôm nay em lên cho anh em mình mẫu xe là Toyota Innova đời 2007 đúng form luôn. Và đặc biệt là xe này biển số 71 và là gốc 71. Và có nhiều anh em lầm tưởng là biển số 71 là gốc 71, không phải đâu nha anh chị nha. Cái gốc là cái nơi sinh ra. Có nhiều xe biển số 71 nhưng cái gốc là gốc Bắc, gốc Nam, gốc Trung. Đó, cái gốc nó nằm ở số quản lý anh chị ha. Và thường là những người mua bán xe là ít ai là hướng dẫn cho anh em mình xem cái gốc lắm. Nhưng em bán là mình làm thật anh chị ha, mình có sao nói vậy, để nhiều khi anh em mình lừa gạt anh em mình, sau này anh em về biết nó không hay, thà mình mua sao nó vậy cho nó dễ. Nói chung Innova gốc Bắc em cũng có đó, nhưng mà cái quan trọng chiếc xe mình nó chuẩn hay không, nó đẹp hay không, cái gốc không quan trọng, quan trọng chiếc xe mình hiện tại đó, nó đẹp hay không, nó ngon hay không đó. Cũng như mình hình dung trong cuộc sống đây, người ta ông bà xưa có một cái câu đó, thà mà cưới mấy con nhỏ làm ấy về làm vợ chứ đừng cưới vợ về làm vụ ấy không anh chị ha. Thì trước đây cho dù nó làm taxi mà sau này nó làm gia đình thì ngon, nên đừng có mua gia đình về làm taxi thì nó xấu không, quan trọng cái máy nó ngon anh chị ha. Con này đảm bảo anh chị luôn, máy siêu chất. Và chiếc xe này không phải là taxi Mai Linh nha, nhưng mà em chưa có tìm ra được là xe này taxi hay xe dịch vụ. Nhưng hiện tại em cào nước sơn ra không thấy màu xanh là đúng là xe này không có taxi rồi đó. Đó, mà xe này là gốc 71 nữa thì yên tâm rồi. Ví dụ đa phần những dòng xe taxi là gốc ở 68 với gốc ở Sài Gòn taxi nhiều anh chị nha. Đó, ngày xưa Mai Linh ở Bến Tre là không có chạy dòng này. Này chắc là ngày xưa ta mua về ta chạy dịch vụ thôi. Cái máy siêu chất nha anh chị nha. Biển số 71 đúng form, cụm đèn chó đèn gồm rất là mới và sơn si tuyệt vời đẹp luôn. Đã được chủ nhân lên G, bao gồm là lên mâm nè, lên vỏ nè, vỏ cũng ok nè, vô lăng đẹp nè, vô lăng bốn chấu nè, hai dàn lạnh nè, có đèn trước đèn sau đẹp nè, đuôi gió ba ga nóc nè anh chị, cảm biến ghe nè anh chị nha, full luôn. Biển số Bến Tre dễ nhìn 393 anh chị ha. Đó. Nói chung là xe này đẹp anh chị nhìn dàn chó đèn nè, nước sơn nè, còn rất là bóng bẩy anh chị nha. À, tầm tiền chỉ có 180 triệu là anh em đã sở hữu được xe Innova này rồi. Thì hiện tại bên em Innova bên em còn nhiều lắm anh chị, còn khoảng 10 chiếc. Hôm qua mới bán được những chiếc rồi. Mừng quá trời luôn, mấy nay ế muốn chết luôn. Bon điện nè anh chị ha, keo chỉ nè anh chị, đầy đủ luôn nè anh chị. Ha. Ngon lành ha anh chị ha. Keo chỉ đầy đủ, bon điện nè. 100% em bật đèn lát cho anh em mình xem cho nó dễ á. Bon đội đầy đủ nè anh chị. Nếu mà taxi Mai Linh thì trong này nó sẽ có màu xanh hết anh chị ha. Này không có nha anh chị nha. Này đúng màu ở trong đó luôn à, keo chỉ ở trong nó còn tới giờ luôn nè anh chị không? Keo chỉ mà nó của nhà sản xuất tới giờ vẫn còn á. Nói chung là xe này còn liền và đẹp. Không có ngập nước ha. Em chỉ anh em mình xem những xe ngập nước á, anh em giật cái dây xích beo ra, thường là người ta những cái thợ mà xe bị ngập nước á, người ta ít có bao giờ người ta để ý tới vấn đề mà dây xích beo lắm. Cho nên là một khi anh em mình kiểm tra rút ra ở trong này, nếu mình nó có dơ có xấu thì là hoặc là dính sình dính đất là xe ngập nước chắc cú luôn 100%. Còn này rút ra dây nó mới tin là xe này chắc cú, là xe ngon lành ha anh chị ha. Nó trần thì được bọc 5D, hai dàn lạnh riêng biệt nè, nó khoét ra ba lỗ, bốn lỗ lạnh anh chị ha, ngon lành luôn ha. Ghế thì đã may mới rồi anh chị ha. Đó, cốp sau là keo chỉ 100% luôn là anh chị, đầy đủ ha. Nói chung là xe này đẹp á, em chấm đẹp mà không biết anh chị mình thấy thế nào thì mời anh em mình qua đây tham khảo chạy thử lái thử, thì anh em mình sẽ ra một cái kết quả nha anh chị nha. Đó, anh em không có một chiếc xe gì nào mà keo chỉ lòng dè tới giờ còn không nè, keo chỉ lòng dè nè, đầy đủ luôn nè anh chị không. Ở trong này thì nó có làm đồng rồi anh chị, nó có sơn lại nè ha, nó có làm đồng cái khúc lòng dè này rồi, không sao, nói chung là làm lại đẹp rồi, ok rồi, bán cát là hết rồi, ngon lành rồi anh chị ha, rất là ok. Túp lô túp ly đẹp anh chị ha, túp lô túp ly nè, cái này thì mặt định nó là bản di, nó lên kính bấm anh chị nha, chứ ngày xưa đúng của nó này là nó là chính là kính quay ha, giờ lên kính bấm rồi, keo chỉ nó đầy đủ luôn nè anh chị nha, đầy đủ ha. Nói chung là chỉ riêng cũng còn mà chỉ chạy cũng có, khúc này chỉ chạy nè anh chị, mình thì có sao nó vậy thôi, có dễ anh chị ơi, trên chỉ chạy nè. Như em nhìn thì em biết mà không biết anh em mình biết không, mà mình thì có sao nói vậy ha. Cũng như sáng này mình bán có một xe crew thì anh khách với chị khách đó là dễ thương, anh hỏi xe này có lỗi không em, rồi ok, dạ lỗi thì không có, mà có chỉ được mất một tí xíu vô xe Honda quẹt thì chỉ vẫn mua bình thường, đâu quan trọng đâu, mình có sao nói vậy, dễ miễn đừng có đụng nặng thôi anh chị, keo chỉ không quan trọng tại vì xe đời cũ mà, 2007 ha. Dàn ghế dàn bọng còn đẹp nè anh chị nha, mới tin nè, túp lô túp ly đã đẹp rồi, trần cũng ngon lành, nghe nhạc âm thanh giải trí trung tâm đầy đủ. Củ số là số sàn anh chị nha, số tự động em còn một xe 209, tự động em bán 295, là xe Innova V, xe gia đình, xe đẹp luôn, 295, 208. Con này bán anh em mình 180 nha. Vô nổ máy anh em mình như tiếng máy nha. Xăng còn nửa bình luôn anh chị ha, xăng còn nửa bình chạy 322.000 cây số nha anh chị nha. Đó, không có tua ủng hộ hay mua sao để vậy nha anh chị nha, cho dễ, tua chứ tốn tiền. Quan trọng cái máy nó im thôi, đi nhiều đấy không quan trọng, quan trọng mình biết bảo quản, biết sử dụng đúng cách ha, là nó im. Cho dù anh em mình mà mua xe chạy 50.000 mà không biết cách bảo quản, mình chạy để lúp bê hết nước sôi nước lúp bê là máy quá cha nên chị thật sự luôn nha.
cái máy còn cực kỳ im nha anh chị nha, tem máy nhãn mát đầy đủ luôn nè, xương đầu còn tem riêng luôn nè anh chị. Anh em có thấy xe gì nào mà còn tem đầu riêng tới giờ luôn không nè, ghê chưa, cabo Toyota đúng của nó luôn nè anh chị ha, tem bọng Toyota của nó luôn nè đó, mặt máy kêu chỉ lòng về máy về tem bọng nhãn mát đầy đủ hết, rất là ok anh chị nha. Máy còn khá lệ máy anh chị nha, không có quỷ hơi miếng khối luôn. À, máy còn rất là êm nha. Quá đã. Chất lượng nha chị nha, không một miếng nhớt luôn anh chị nha. Máy khô rang anh chị, cực kỳ êm. Rồi thì anh em nào thích món này thì liên hệ cho em, ngoài ra Innova bên em còn nhiều lắm, em còn quá trời luôn á. Anh em qua lựa nha, bên em hình như là có đủ màu luôn. Màu bạc nè, màu đen G nè. Rồi màu trắng tiêu chuẩn ở bên kia là 2015 nữa nè. Con đó em bán 330. Con G này 2007, xe cộp, bao hồ sơ, biển 38, để anh em mình 248, bao hồ sơ. Ở ngoài kia có Fortuner nữa kìa anh chị ha, Innova màu vàng nữa nè anh chị, ngoài xa xa kia còn màu bạc nữa. Rồi màu trắng mẫu kia nữa, rồi màu vàng cát nó nhiều lắm. Anh em có thể qua tham khảo, chạy thử, lấy thử cùng em nha. Em cảm ơn và chúc cho toàn thể anh chị mình nhiều sức khỏe, an lành nha. Anh em nào mến, xin một dấu like, một đăng ký kênh để cập nhật nhiều video hơn. Thì anh em nào có nhu cầu mua xe, giao lưu, trao đổi, cứ liên hệ trực tiếp cho nhân viên qua số 0866 6789 71 nha.